các bạn ơi, hôm nay mình đi mua dưa hấu về ăn Tết nha các bạn. Đây là con đường mình đi tới chỗ mình mua dưa hấu, các bạn ở trong dưa hấu quá trời luôn các bạn ơi. Dưa hấu vàng nè các bạn. Dưa hấu vàng, dưa hấu xanh nhóc luôn các bạn ơi, này dưa hấu tròn các bạn ơi. Kênh thứ 6 nha các bạn, này kênh thứ 6 ấp Phú Hưởng. Cũng trong đó luôn, trong trên luôn. Quá trời dưa hấu, nhìn nó ra gì tư chúng dưa hấu rồi. Trồng nhiêu công nha vậy tư? Hôm nay giờ chúng dưa hay vậy tư? Rồi giờ ít mưa là dưa không chút nữa. Mà tao sợ mưa nó thúi không lên. Ai biết đâu. Tao tính ít mưa thì dưa chút. Mà trời nắng cái gì khấu ngọt dữ à. Rồi sao em này mua sao? Này bán sao gì tới? Coi như tròn à. Cho giúp có đến nhà cho ghe anh tới. Ủa vậy chị Tư đâu có lấy cái đâu có lấy cọc trước như lúa. Vậy là cũng như lúa vậy. Con nói sáng anh Vinh anh trả chốt giá 250 à. 5250 á. Không lấy là bỏ cọc chứ. 5700 á. 47 gì đó, không biết 47 48 gì đó không biết. Bây giờ kéo đều luôn, giờ là ai lấy trước lấy sau gì nó cũng giá đó. Không luôn, 52 à. Không mà cái lối 22 á, lối 22 chắc á. Như thế thì mỏng vỏ hơn. Dạ. Thái thì nó mỏng vỏ, dưa tròn thì nó dày dọn hơn. Nhưng mà
mà nói chung mình vui nào cũng ngon hết trơn. Cái là mình lựa dưa hai. Lựa dưa các bạn ơi. Trời ngọt luôn, quá trời đỏ luôn. Ủa dưa tròn nè. Cái này có đây là dưa tròn nữa hả? Ở dưa này nè. Ủa cái này cái này ta cách sao vậy lại? Có cái này ăn chết. Thế này Thái này ký nhiêu vậy Tư? Giá luôn hả? Xô luôn á chị Tư, không không có giạc ha. Xô mà có giá dữ chà. Ủa trái này trồng do luôn hả? Ủa này nứt hả? Cái dưa này nè, để như ăn mình ăn dưa Thái trước phải không? Cái dưa này để gần Tết rồi qua Tết ăn ngon dữ lắm, ngon lắm. Trái này nè, trái này là cái dưa. Trái này là bảo đảm ngon. Chân nữa gì hả? Cái đó qua cái đống bên đó kìa, cái đống đầu đặng á.